Minh Toàn xin mến chào cô chú và các anh chị. Hiện tại là Minh Toàn đang có mặt tại tầng 4 của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tại đường Lý Thường Kiệt, thành phố Hà Nội. Và hôm nay Minh Toàn sẽ chia sẻ một số cái hình ảnh của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đến cô chú và các anh chị, giúp cô chú và anh chị hiểu thêm về cái Bảo tàng dân tộc học, Bảo tàng Phụ nữ của Việt Nam. Bây giờ xin mời cô chú cùng với Minh Toàn chúng ta đi một vòng Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam nhé. Minh Toàn sẽ quay cái máy lại. Đây là cái tầng 4, chúng ta vào đây. Đây, mến thưa cô chú và anh chị, thì đây là toàn bộ cái áo dài. Đây là áo dài của nhà tổng mẫu Mỹ Hạnh. Đây là các cái áo dài của các cái thời kỳ của chúng ta. Còn phía Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam thì đây là một cái những cái cối đâm trầu, lọ đựng vôi và khay trầu. Đây, một cái khay trầu đầy đủ, bộ đựng trầu đầy đủ đây. Đây nhìn rất là sợ, không biết là cái gì đây. Đây là y phục năm 1956, áo gấm, váy tơ tằm. Kinh quá, nhìn cái này khá là kinh. Bên này là các cái đồng phục, y phục năm 2000, váy ống mặc che ngực. Đây, chúng ta đi tiếp vào khu vực này. Đây là khu trưng bày các cái nón lá mũ và các cái đồ vật. Đây, các cái này là cái trang sức của ngày xưa. Vàng bạc xà tích. Đây được dệt lụa. Đây là các cái thao tác dệt lụa. Buổi trưa như thế này thì ở bảo tàng này chỉ có khách Tây thôi, chứ khách Việt thì giờ này đang ăn uống nghỉ ngơi nên là khách Việt không có, khách Tây thôi. Bây giờ Minh Toàn sẽ xuống dưới tầng 3 để gửi đến cô chú và anh chị một số hình ảnh dưới tầng 3. Và khi đi vào tầng này, chúng ta mua vé thì có hai loại vé, một loại vé là 30.000, một loại vé là 60.000. Loại vé 30.000 là tham quan tự động, không có thuyết minh. Vé 60.000 là có cái thuyết minh ở đây. Thì cô chú anh chị mua vé 60.000 thì chúng ta sẽ đi đâu, chúng ta sẽ có số thứ tự đây, chúng ta ấn lên đây và chúng ta có thể nghe được thuyết minh tự động. Bây giờ chúng ta mời cô chú xuống ở dưới tầng 2 nhé, tầng 3 nhé, xem có gì dưới này nhé. Wow, đây là khu này, khu trưng bày các cái ảnh bà mẹ Việt Nam anh hùng.
các bà mẹ Việt Nam anh hùng được trưng bày ở đây. Còn bên bên phía tay phải chúng ta là có cái gì ở đây? Đây, bên này cũng trưng bày các cái ảnh. Đây là nữ bộ trưởng ngoại giao đầu tiên của Việt Nam chúng ta. Đây là một cái phong đan. Phong đan này là ngày xưa xong rồi dùng dùng xong là chúng ta có thể đựng quần áo. Đây là mũ tai bèo và các vật dụng đôi dép. Dép này chắc bộ đội. Khu bên này có cái gì bên này ấy nhỉ? Đây các đồ vật của phụ nữ Việt Nam đây. Và đây là một cái cối xay lo đựng nước của Nguyễn Thị Thập. Ở bên này là vật dụng của một cái gia đình người Việt Nam. Có tủ, ghế, mâm cơm. Mâm cơm cái hũ này thì ngày xưa đến tận bây giờ nhà mình toàn vẫn còn mấy hũ. Cái bát này cũng thế, bát này bát cổ ngày xưa. Và cái xe đạp này, xe đạp này khá là cổ nha. Chỗ này nhìn sợ đấy, cái này là cái gì mà sợ đấy? Mũ che mặt của bà Võ Thị Hồng Điều dùng trong các cuộc họp bí mật. Đồng hồ, còn đồng hồ này là dùng trong các trận đánh của bà Nguyễn Thị Minh Hiền. Áo bà ba của nữ biệt đống Trảng Bàng dùng khi đánh địch ban đêm. Ban đêm phải áo màu tối này. Bốn là đơn dùng làm đơn con lăn in truyền đơn của nữ tuyệt động. Theo trình bày các cái dụng cụ đồ của của người phụ nữ Việt Nam. Bên này là không có gì. Theo ở đây toàn là người nước ngoài thôi, mình đã là chỉ có mình toàn là người Việt Nam thôi. Áo của chị em nhà tù phụ tài tự may để biểu diễn văn nghệ, đúng không? Đây là áo khi mà may người ở trong tù để biểu diễn văn nghệ. Còn đây là cái gì đây? Cái này là cái máy đánh chữ của bà Ngô Bá Thành dùng đánh tài liệu. Xích sắt 8 ly sư tử hoa tay để đấu tranh chống bao vây tinh xá Ngọc Phương ngày 8 tháng 12 năm 74.
cái này là cái gì? Này là cái loa của bà Trần Thị Tươi, sáng anh hồng, loa tù và tù vàng. Đèn mũ của Thiếu tướng Nguyễn Thị Định. Cái tây ăn mặc khác, nhìn trong các cái đồ của phụ nữ Việt Nam xong rồi nhìn cái tây sự ăn mặc khác hẳn nhau luôn các anh chị ạ. Đây là cái tầng 3 của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Đây là cái tầng 3 của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Mình toàn bây giờ mình toàn sẽ xuống dưới tầng 2 để gửi đến cô chú và anh chị một số cái hình ảnh về Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam ở dưới cái tầng 2 này nhé. Nếu cô chú và anh chị mà cô chú mà anh chị, với anh chị mà quan tâm thêm những cái hình ảnh về Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam này thì rất mong cô chú anh chị xem thêm các video ở trong cái kênh mà cô chú anh chị đang xem, và để là người đầu tiên được xem các video mới thú vị của cuộc sống Hà Nội cũng như cuộc sống Sài Gòn thì rất mong cô chú anh chị chúng ta hãy nhấn nút đăng ký kênh miễn phí để là người đầu tiên được thông báo cũng như là người đầu tiên được xem các video mới về của kênh của Minh Toàn. Xin cảm ơn cô chú và anh chị rất là nhiều. Hẹn gặp lại cô chú anh chị trong video tiếp theo.